xin chào tất cả mọi người đã xem cái nội dung video này trong cái nội dung video này mình chia sẻ với các bạn về cái cách để cài cái trình điều khiển driver cạc màn hình cho cái máy tính của các bạn khi mà một cái máy tính của các bạn vừa cài mới thì các bạn cần cài cái trình điều khiển là cái driver của cái cạc màn hình các bạn nhé cái driver nó là một trong những cái thành phần nó khá là quan trọng khi mà các bạn đặc biệt các bạn cài các màn hình các bạn. Bởi vì là khi mà các bạn cài driver của các màn hình ấy thì nó sẽ liên quan đến hình ảnh xử lý cũng như là những cái phần mềm liên quan đến những cái phần mềm sử dụng cái các màn hình ấy. Các bạn hiểu là driver đó chính là cái uh, trình điều khiển giữa phần cứng và phần mềm. Khi khi mà các thao tác trên những cái thiết bị phần mềm ấy thì cái phần mềm nó sẽ xử lý trên cái hệ thống phần cứng. Đúng ạ, phần cứng do cái hãng sản xuất Ở đây các bạn có thể xem ở đây là ví dụ mình có thể xem driver Ví dụ như ở đây là driver của cái card màn hình này chẳng hạn Đó chính là NVIDIA K2000 Thì các bạn đã biết là cái driver thì uh, driver là cái, cái 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 driver của cái cạc này do cái hãng cạc này sản xuất ra để chạy khi mà cài máy mới thì các bạn bắt buộc phải cài driver đối với những các bạn sử dụng hệ điều hành Windows hiện tại những cái hệ đành Windows như là Windows 10 hay là Windows 11 ấy, thì đã có driver nó sử động load sẵn rồi còn nếu đối với trường hợp các bạn Windows 7 các bạn cần phải tải về cài nhưng mà mình khuyến cáo với các bạn là khi mà load sẵn ấy thì thì cái driver mình thấy là nó chưa đầy đủ bằng các bạn tải ở trên những cái trang chủ trực tiếp về để cập nhật cái driver mới nhất trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cài driver đấy và nhiều lúc các bạn cài driver nó không nó không cài được nó là như nào nó không cài được ấy thì có thể là do phiên bản driver các bạn chọn không đúng thứ hai là các màn hình driver các màn hình nó báo lỗi và nó hỏng đấy ví dụ như ở trong này có driver của NVIDIA hoặc là AMD thì ở đây NVIDIA mình sẽ chọn là NVGA vậy? driver NVIDIA ạ NVGA đấy driver được chưa? thì mình sẽ vào trong phần official driver này đây là cái trang chung có từ GeForce cho đến GDX được chưa? đó đây là một trong những cái trang chuẩn còn đối với ở đây còn có một cái trang nữa chuyên cho các màn hình của giải trí đây là cái trang chuyên cho các màn hình giải trí nó có đồ họa như này thì ở trong này chủ yếu có toàn là những cái cạc màn hình của GeForce có từ những cái, cái sản phẩm cao cấp như là Titan, Titan X, được chưa? Titan RTX, được chưa? Còn ở ngoài này thì nó chung cho RTX cũng như là những cái việc là những cái cạc màn hình liên quan đến data center Tesla này, đấy hoặc là RTX Quadro này, đấy GeForce này thì có GeForce RTX, được chưa? Ở đây nó chung cho cả hai. Còn ở đây còn có một cái nữa đó chính là Uh, AMD 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 driver AMD driver thì ở đây là chúng ta sẽ thấy Chờ một tí ở đây chúng ta có thể thấy là đối với các bạn sử dụng AMD uh, driver của hãng AMD ấy, thì các bạn có thể thấy là chúng ta vẫn có là các màn hình của graphic đấy là có những các màn hình cho giải trí và process graphic thì có ở đây là có những cái cạc mà màn hình AMD A, A, Radeon Pro dành cho những cái bạn xử lý đồ họa xử lý đồ họa hoặc là những cái dòng file Pro ạ đây cũng là nó giống giống như là các bạn đang sử dụng cái card màn hình quadro ấy đấy đối với dòng professional của AMD nó còn có những cái server này đấy còn có những cái chip xử lý này ở đây AMD thì có phổ biến AMD thì kiêm cho sản xuất về cái vi xử lý nữa CPU nữa còn ở đây chủ yếu là AMD thì các bạn cài cài driver thì các bạn chú ý hai cái này còn đối với trường hợp là các bạn cài driver onboard board, là cài driver trên CPU thì các bạn phải chọn đời đúng cái CPU của bạn đang sử dụng vì như các bạn đang sử dụng cái chip CPU bao nhiêu đây, ở đây là có những cái laser các thứ này đấy thì các bạn có thể chọn là laser bao nhiêu thì nó cũng sẽ có những cái phiên bản Ryzen mới nhất của những cái laser đấy hoặc là Intel cũng thế đối với các bạn sử dụng chip Intel nhiều bạn đang sử dụng cái chip Intel thì chip Intel cũng như là chip laser ấy thì cũng có những cái vi xử lý on board nó thế mới thì nó giúp cho chúng ta có thể xem những cái phim đồ họa cao hoặc là thậm chí đồ họa giải trí ở mức là tạm được thì các bạn có thể tìm hiểu xem và search cho cái dòng CPU của các bạn đấy CPU là bao nhiêu thì các bạn có thể chọn ra thì các bạn chọn đấy, chọn ra các bạn cho các, các bạn ví dụ như CPU i i 7 i 7 bao nhiêu các bạn i 7 i 9 chẳng hạn i 9 9900k chim ca enter đấy thì nó cũng sẽ ra cái horizon mới thì các bạn có thể đào cái horizon về được chưa đấy nó thì các bạn xem những cái loa dân nào cần thiết thì các bạn có thể download ra rau dân rồi đó còn ở trong trường hợp này đối với trường hợp các bạn NGVR chẳng hạn thì ở đây là ví dụ như ở đây là mình sử dụng là quadro K2000 ví dụ như ở đây mình đang test thử các bạn thì mình sẽ ở đây thì mình sẽ phải chọn cái dòng đó chính là dòng LTX Quadro được chưa? Sau đó mình sẽ phải chọn cái dòng Quadro C. Đấy, C thì ở trong này có rất nhiều, mình sẽ chọn xuống là dòng dòng K2000 ở dưới này này. Đấy, sau đó ở đây là Windows mấy? Windows 10 64 bit. Đấy. Mình đang chạy Windows 10 64 bit hoặc là Windows 11 gì Windows 11 thì nó chỉ có một bản Windows 64 bit thôi cho nên nó không có 32 bit gì cả cho nên nó chỉ có một Windows 11 như vậy mình trận nguyên 10 tất nhiên các bản driver này nó có thể là nó chạy uh, chung cho Windows 11 cũng được người ạ nhưng mà để tối ưu thì các bạn cứ chọn uh, Windows 10 thì các bạn chọn Windows 10 ạ Windows 11 thì các bạn chọn Windows 11 Đấy. Các bạn nhớ là phải chọn đúng cái phiên bản các màn hình Đó, người ạ như K2000, K2002, K2003 bởi vì là cái 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 phần mềm nó sản xuất cho những cái khoảng màn hình đấy thì nó có thể nó có một số sự khác biệt tất nhiên là nhiều lúc các bạn K2000 với K2002 các bạn vẫn có vẫn có thể cài được đấy, nhưng mà ở đây thì có thì các bạn nên chọn đúng đấy để cho nó cái thông số của cái phần mềm khi mà được cài vào trong cái thiết bị máy ấy thì nó sẽ giúp cho cái tối ưu cho cái điều khiển cái phần cứng của GPU của cái càng màn hình các bạn nhé đấy cái càng màn hình đấy cho nên là các bạn cần phải lưu ý cho mình cài đúng các bạn nhé cài đúng cái bản driver của cái càng màn hình đấy, các bạn chờ cái driver này nó tải về một chút trong nhiều trường hợp các bạn mà chạy không được cài mà chạy không được ấy bao lỗi ấy, thì sẽ sinh ra Thứ nhất là lỗi về phần mềm Các bạn thông thường thích Thứ hai là lỗi về trên driver Được chưa? Đấy À sorry lỗi về trên các màn hình Được chưa? Đấy Sau đó thì các bạn sẽ Đầu tiên các bạn có thể giải nén Cái này ra không giải nén thì các bạn cứ open trực tiếp cho mình Đấy Open trực tiếp cái 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 phần mềm này cho mình Đó Trong trường hợp này mình sẽ open Mình nhấn yes Sau đó mình nhấn ok các bạn muốn bỏ cái 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 xác nhận của Windows này thì các bạn sẽ bỏ xác nhận Windows nhấn vào đây này. thì khuyến cáo là các bạn không nên bỏ khuyến cáo là chúng ta còn kéo lên hết cơ còn bỏ xuống như này thì lần sau phải, cái cái cái, cái, khi bạn bấm vào đây thì nó sẽ không, không không, nhảy lên nữa xác nhận nữa nhưng mà khuyến cáo là chúng ta không nên bỏ đi như vậy bỏ đi như vậy thì nó bảo mật an toàn nó không được tốt đâu nhỉ đấy các bạn phải chọn đúng cái riser của cái cặp màn hình được chưa đấy. đây khi mà cài xong mà, mà mở ra mà nó chạy lên như vậy thì 99,99% 99 là các chúng ta nó đã, đã đã, đã có thể cài được trên cái cặp màn hình này có nghĩa là phiên bản phần mềm này có thể cài được trên cái cặp màn hình này đấy sau đó các bạn nhấn đồng ý sau đó các bạn nhấn next đấy thì sẽ cài cái driver vào cái cặp màn hình này các bạn nhé đấy còn khi mà cài cài xong thì dạ, cài xong chạy được hay không ấy thì nó là một vấn đề nữa các bạn nó là cả một vấn đề nữa nhiều lúc các bạn những cái cặp màn hình lỗi ấy, khi mà bạn cài xong thì các bạn sẽ không chạy được đấy cài xong thì bắt đầu ba lỗi đấy cho nên là cài xong thì các bạn phải test bằng những cái công cụ khác nữa nhưng mà đa số các bạn cài driver như này là cài chuẩn và cái mới nhất khi các bạn download ở trên trang chủ như này thì sẽ là mới nhất rồi các bạn đấy download ở trên này là mới các bạn nhé đấy ví như các bạn thấy là những cái các màn hình nào các bạn cần sử dụng thì download ở trên này mới còn đôi lúc các bạn download ở trên trang chủ của hãng cạc ấy thì đôi lúc ví như ví như chẳng hạn ví như là Asus um, Asus uh, là sút LTX 3060 nhỉ Đấy. Thì nhiều lúc các bạn download như thế này ấy thì nhiều lúc nó cũng chưa được mới nhất là cái những cái cặp màn hình đã sản xuất cũ ấy. Đó là rất cũ rồi thì nhiều lúc đau ở đây ấy, thì cái driver của cái cặp màn hình ấy thì nó cũng chưa được mới nên cái này là cái chỗ này là 17 18 tháng 7 2022 thì cái driver của cái LTX 3060 ví dụ như đây chẳng hạn chúng ta sẽ lên đây đây chúng ta sẽ thấy là di phọc